Giờ thế này, có mỗi cái chuyện cạo râu của tôi thôi mà mẹ một ý, vợ một ý. Vợ thì bắt là trẻ trung, còn mẹ thì bảo là ôi thôi không, trông nó phải đứng đắn, trông nó phải già dặn, nó nghiêm nghị, thế bắt để râu. Thế có hôm tôi đến cơ quan là râu cạo một nửa, nó có một nửa để lại. Thế có khổ không? Đấy. Không, như tôi nghĩ anh cũng phải có chính kiến của mình chứ. Chẳng nhẽ bây giờ cứ một bên mẹ và bên vợ như thế. Đấy, ví dụ như hôm nay anh đến giao lưu chúng tôi, quả thật là nếu như khán giả mà không hiểu ngay thì lúc đầu chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ rằng là tự dưng có một người nào đó hơi bị mất bình thường. Tôi chỉ mong là giá làm sao như ví dụ mẹ hoặc là vợ tôi, mỗi người bớt đi một tí, thông cảm một tí, và tức là mỗi người có một cách tìm đến một tiếng nói chung để cho bố con tôi nó đỡ bị cứ giằng đi giằng lại thế này, không khéo tôi rách đôi người ra mất. Vâng, mà anh thì còn đỡ, nhưng mà con bé thì tôi nghĩ là cái chuyện nghịch đất cát cái thứ rồi, thế nào rồi mẹ với vợ cũng tìm được tiếng nói chung. Bây chỉ riêng có mỗi cái chuyện chơi của con bé thôi mà cũng đã đủ là nhức đầu rồi. Thế thì còn bây tôi hỏi chị cái chuyện học hành của nó, một cái chuyện cực kỳ quan trọng của cuộc đời nó, của sự nghiệp nó, thì còn chả lẽ chuyện học nào? Bây giờ cũng cả mẹ cả vợ anh cũng cứ như thế. Ui trời ơi, nó là nhất luôn. Nó gọi là chiến tranh, gọi là kinh khủng nhất thôi. Nó không thể nào còn cái gì gọi là căng thẳng hơn nữa. Đây, bây giờ mời chị và mời quý vị theo dõi. Mới đầu rồi mà 4 tuổi là học được rồi. Bây giờ nó còn bé, học xương non nó mới vào. Chứ cứ để già như mẹ thì học làm sao được. Mà học nhố cho người nó có phong luôn. Theo ý tôi, cứ để cho nó đi trên đất, chạy nhảy tự do, người nó khác đẹp. Mẹ chẳng hiểu gì cả. Dẹp. Dạ. Giờ này là giờ gì? Đi học đàn ạ. Con đánh bài gì thế? Nhà cổ điển mẹ ạ. Thế thì con đánh tiếp đi nhá. Này, thế cô giáo dạy con thế à? Cháu không thích học, mẹ cháu cô ép. Không thích thì học làm gì? Bà nghe con đánh cứ như là tiếng đóng gạch. Thôi, ra đây chơi với bà. Đi, đi. Ô hay, thế con không học nhạc nữa à? Thôi nhanh lên vào rửa tay để con học vẽ nhá. Này. Tôi nói cho chị biết nhé. Cứ để cho cháu tôi nó phát triển tự nhiên, không phải chiết ép như thế. 3-4 cái tuổi đầu, nhạc nọ thì sinh sắp sinh kia. Thế mẹ có biết Mozart là ai không? Mozart? Nó học cùng với Kimi nhà mình như thế. Trời ạ, Mozart là thiên tài âm nhạc thế giới đấy mẹ ạ. Nhưng mà nó liên quan gì đến nhà ta? Mozart biết chơi nhạc từ 5 đến 3 tuổi. Mà cháu mẹ năm nay đã 4 tuổi rồi mà chẳng biết chơi cái gì cả. Mai mốt đã phải cho nó học thêm cả hát này, vẽ này, nhạc này, họa này. Thôi. Cháu tôi nó không phải là cái tivi. Thế mẹ định để cho cháu mẹ nó tụt hậu à? Tôi biết cháu tôi nó có cái năng khiếu gì. Thế nhưng chị nhá, chị đừng dạy con theo cái kiểu ép dầu ép mỡ như thế. Thế bây giờ không học thì lớn lên nó sẽ làm gì? Mẹ không thấy ngoài kia trẻ con nó đi học nhá, nó phải học thêm cả Anh văn này, cả vi tính thì nó xin vào lớp tăng cường đấy mẹ ạ. Nhà người ta khác, nhà mình khác. Chị cứ dạy con theo kiểu như thế này ấy, rồi biến con bé thành thần kinh mất. Sao mẹ lại lỡ nói cháu như thế nhỉ? Cho con xin cháu ạ. Chị đưa đây. Tôi nói cho chị biết, nó là con của con trai tôi. Tôi có quyền nhá. Nó là con của con. Xin mời anh Lý ạ. Anh lại chạy đâu mất rồi. Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta đang từng bước một tiếp cận với lại gia đình của vị khách mời chương trình ngày hôm nay. Thì tôi không hiểu là... Ôi trời, xin lỗi chị, xin lỗi các quý vị là phải tranh thủ lúc quý vị xem là tôi phải đi sắm ngay mấy cái đồ. Đây, quý vị thấy chưa? Tân cổ giao duyên chưa? Thế này thì khỏi phải cãi nhau nhá. Một bữa cơm thịnh soạn. Đây, mẹ này, vợ này. Thế này thì còn cãi nhau vào đâu được nữa, có phải không hả chị? Chị thông cảm. Đây rồi, anh vẫn còn ở đây. Sao đây, làm cái gì đây? Xong hết đây rồi đây. Đây của mẹ đây, đây của vợ đây. Không được chưa? Phải chuyện ăn. Nghe mẹ nói đây, phân giải cho mẹ. Con thấy mẹ đúng hay là vợ con đúng? Này, cái gì đúng hả? Mẹ nuôi con bằng đầu bằng cổ nhá. Rồi cũng từ với đất nghịch cát mà lên nhá. Cũng không biết mâu ra mâu gieo là gì cả. Cũng chẳng cần tiếng anh tiếng em gì hết. Thế mà con cứ lớn như thổi, vẫn thành ông nọ bà kia. Đấy, có làm sao đâu, thế mà vợ con nó. Con làm sao ạ? Đây, có mặt mẹ đây anh xem nhá. Chưa bao giờ em dám hỗn hào, lúc nào em cũng lễ phép. Mẹ con. Còn cái chuyện ý, con nuôi chồng con như thế nào, nuôi con như thế nào, đó là quyền của con.
Thế anh thấy xem, em không cho con nghịch đất để bảo vệ đôi tay, không cho nó xem tivi để bảo vệ đôi mắt. Wow. Em cho con học sớm là để cho nó phát triển trước thời đại. Lỗi ở em mà, em làm gì có lỗi chứ. Thôi được rồi, thôi, con xin mẹ. Anh xin em, thôi được rồi, bây giờ lại một lần nữa tôi chiều mọi người. Bây giờ tôi sẽ bảo con dẹp ngồi phệt xuống dưới đất để mà học máy vi tính, rồi là trèo tót lên ngọn cây để mà chơi đàn ốc, thế được chưa? Không thể được, kiểu ấy cũng không được. Cái gì cũng không được, bây giờ thì mẹ muốn cái gì nào? Hay là mẹ ơi, hay là mẹ muốn con tống cổ mẹ con nhà nó sang bên ngoại ấy, nhá? Ấy, thế thì là càng không được, giải quyết điều ấy không thể được, không thể giải quyết. Thế thì thế nào cũng không được, thì bây giờ mẹ muốn cái gì? Nào, thế còn em, hay bây giờ anh thuê cho mẹ một cái nhà, thế xong rồi hàng tuần thứ bảy chủ nhật vợ chồng con cái đến thăm cụ nhá. Thế lại càng không được, hàng xóm người ta nhìn vào lại người ta lại tưởng em là xấu tính rồi em xui anh đấy mẹ đi thôi. Ôi con ơi, chết không được, không được nhá. Thế chính vì thế tại sao bây giờ mọi người cứ mỗi người một ý, ai cũng bảo thủ như thế thì bây giờ tôi biết sống thế nào bây giờ hả? Mà tại sao bây giờ tự dưng lại cứ lôi cái chuyện gia đình vạch áo cho người xem lưng ở giữa đường thế này, đi về cứ bàn tính ở nhà chứ không ai đứng đây mà cãi nhau cả. Vâng. Đi về.